Chào buổi sáng tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Family Side của mình. Hôm nay thì mình sẽ dắt theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài park chơi nha. Thì park này là gần nhà mình, park này là Amazon Park. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn ở đây có cái gì cho mọi người xem nhé. Sáng nay dắt hai đứa nhỏ đi ra ngoài park chơi. Có rất là nhiều người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh ở đây nè. Và hầu như là trên đây chỉ có hai người, chỉ có hai đứa nhỏ này thôi. Ok, con muốn đi không? Sao? Con muốn đi. Con muốn đi đâu chơi? Con đi ở đây. Đi ở đó đúng không? Ok, đi đi con. Ok, hai con đi bộ nha. Đi đi. Wow, con đi đi bộ đường hay ngoan đường phải nhìn đường con. Yeah. Đừng có lủi nha. Đi qua bên hông đây nè. Come on. Sao vậy? Nè, nắm tay em đi, Carter. Carter, nắm tay chị nè. Nắm tay chị đi, Carter. Nắm tay. Ok, let's go. Đây vừa có người, hầu như là ai cũng là người lớn tuổi không à. Có những cái người là khá chủng tộc nữa. Nhưng mà người Hoa ở đây thì nhiều. Cho nên nó đi ngang qua thì cũng nghe tiếng nhạc Hoa luôn. Wow. Sáng sớm ở đây trời rất là đẹp, không khí trong lành, cho nên có những cái người dắt chó nữa ra ngoài đây chơi cầu lông nữa nè mọi người. Ok, bây giờ ba dắt hai đứa con đi chơi slide nha. Có sao? Bự. Wow. Con thích không? Thích đúng không? Thế thì nhà cứ chơi đi con. Sáng sớm hai đứa nhỏ thì khoái chơi lắm, thì nó khoái rất là khoái chơi slide. Cái này nè mọi người, đó cái trò chơi con nít á, hầu như là cái park nào nó cũng có những cái trò chơi con nít như vậy. Cái đó là của thành phố nó đặt sẵn ở đây để cho mọi người đây. Ở đây nữa là thông thường là trò chơi này nó có chia theo cho những cái đứa trẻ này. Đây nè phải đủ độ cao nè. Từ 3 feet cho tới 6 feet. Mà hôm nay chắc mấy đứa trẻ này chắc không chơi được đâu. Ở đây là nó hơi ướt tí xíu. Thấy không? Chắc này là do sương mù nó động lại đó. Cho nên mấy đứa nhỏ nó sáng sớm nó trượt vô là nó ướt hết áo luôn. Con ơi con. Con muốn chơi nữa không? Chơi được đâu con ơi. Đây ướt lắm con. Chúng ta đi qua bên kia đi ha. Coi bên kia nó có ướt vậy không ha. Ok rồi. Đi. Đúng rồi, ở đây ướt quá, ở đây bị quá rồi. Ở đây bị lạnh. Đúng rồi. Ở đây bị ướt con. Không phải lạnh. Ừ. Chúng ta đi nha. Ừ. Ướt nhẹ mà hả? Ok, quần con ướt nhẹ luôn. Không có quần mặt cơ. Ok. Rồi, thôi. Đâu đâu này, đâu con thôi rồi. Có tí xíu à, không sao đâu con. Ơ sợ sao khe. Không sao. Vì khe khá là khá là khá là. Tới đây đi con. Come on, let's go. Khá là. Let's go. Chúng ta đi nha. À. Rồi. Chúng ta đi đi, Khá Đào. Vậy thì mình dắt mấy đứa nhỏ đi qua bên cái chỗ mà slide cái bên kia để chơi. Để ướt quá nè mọi người. Ok, để mình dắt tay con này. Để ba dắt tay con này nè con. Tới đây. Không bồng. Ra ngoài phát chơi là không có bồng nha mọi người. Ok. Rồi sao? Ồ, coi cái đó cái có gì? Đúng rồi. Đây là cái bạn nè, cái bạn là hướng dẫn là cái này những cái thứ gì không nên chơi đó. Ướt nhẹ mà. Đúng rồi, cái đó là phải cẩn thận đó con. Cái hướng dẫn cẩn thận. Ướt nhẹp rồi đi. Ướt nhẹp rồi, đứng nó cho ta đi ha. Ok, đi qua đây. Rồi, đi bộ qua đây đó, đi bộ ơi. Rồi, mình đi bộ ngược lại. Chúng ta đi bộ ngược lại nha. Tựa đây. Sáng sớm, không khí trong lành.
Ôi trời, trùng xanh. Nắng đây nó không có rát mấy. Sáng sớm á thì nắng ở đây nó còn mát mẻ lắm mọi người. Sao? Con không được đi bộ ngang qua đó con ơi. Con ơi, cái grass nó bị ướt con. Hello, let's go. Sao vậy? Ôi, cậu bé nó lười đi. Con chịu khó con đi đi. Đi, let's go. Tại sao con đứng đó là con đứng đó luôn á? Con đứng đó là không đi luôn á. Là bỏ con ở đây nha. Chịu không? Ok, let's go. Đi. Vậy là mai mốt con ở nhà nha. Nếu mà con không chịu đi, mai mốt con ở nhà nha. Bà bác nó hả? Bác nó phần cánh hả con? Khá đâu? Đi. Cậu bé nó đang không chịu, nó không chịu đi rồi, nó muốn bồng, nó muốn bồng mới đi. Mà rẽ phát mà lười lại lười đi. Thôi. Đi sao lâu quá à? Lâu quá hả? Chị Hai không có nhận nại đúng không? Vậy là bây giờ đi, chị Hai đi. Dắt đi tới đó rồi sao dắt tay em chờ đi. Rồi chúng ta đi. Đi. Còn không nếu mẹ xong mở ở nguyên ngày luôn á con. Vừa nghe gì không? Cái chú đi ngang qua đó mở nhạc radio, nhạc Việt cho nghe nè. Đó, mang theo cái radio nhỏ. Vừa đi park trên bộ, tản bộ mà vừa nghe nhạc. Khá đó. Ồ, vậy là thế là nó không muốn đi, nó muốn chơi ở đây chơi slide. Ok, nó muốn ở đây chơi luôn, trời. Ok. Bà dắt đi cái chỗ khác chơi ngon hơn nữa kìa con. Let's go, đi, khá đó. Đi qua cái kia hay hơn. Trời ơi. Đi qua cái kia tốt hơn nữa. Cái kia. Another one. Cái bự hơn. Đi chơi cái bự hơn con. Đi. Rồi đi. Đi chơi cái bự hơn nha. Ok được. Ok, bây giờ đi kìa. Rồi đi. Hai đi chắc tay nhau đi. Thôi đi qua bên kia kìa. Ở đó có cái nữa nhưng mà nó không biết á. Bây giờ mình đi qua bên kia nha con. Ok, dắt tay đi. Nó bị ướt rồi. Không, nó bị ướt, nó không bị bệnh con. Đi. Không phải nó bị bệnh nữa. Này, dắt tay em chạy đi. Dắt em chạy đi. Không cần hả? Tại sao? Ủa vậy con đi trước đi. Khai nào, đi. Đi qua bên kia bờ bờ con, khai nào. Oh, pick one right there. Come on, another one. Right here. Go, run. Chạy đi con. Run, another one right there. Đó. Ở đó có cái bự hơn con. Ở đây có rất là nhiều người tập dưỡng sinh. Là cô này đi solo luôn nè. Tập dưỡng sinh solo mình luôn. Hello. Trời ơi, đi chậm dữ à. Sao vậy? Trời ơi, nó bị lạc lõng. Bị lạc lõng ha, đúng không? Không muốn đi hả? Con không muốn đi hả? Thế sao? Ok, đi. Ở đây gì hay nè. Ok đi. Nhỏ xíu gì? Con hả? Chị Hai đợi em bé đi chung cho lượt cho vui con. Đó, thấy hai đứa nhỏ từ nãy giờ nó không chịu đi. Ê chị Hai ơi, ướt quá chị Hai. Ướt chết. No, Cutter. Come back here. Đi vô lại trong đường này nha lên. Cutter, không. Rồi, ướt hết cái chân rồi. Thì đó, con thấy không? Con thấy con đang làm gì không? Ba kêu đừng có nhảy mà. Sao con không nghe lời ba? Ba kêu con đừng có như đó mà sao con không nghe lời ba? Giờ ướt nhẹm thấy không nè? Trời ơi, ướt nhẹm đúng không? Mà cho ba coi thôi. Trời ơi, nó ướt nhẹm luôn rồi. Ok, ướt nhẹm đúng không? Thôi vậy bây giờ con đi theo con đường này nha. Con đường này nha. Đi theo người ta nha, đừng có đi vô grass nha, thấy không? Thấy đâu có ai đi vô grass đâu, không ai đi vô grass hết á. Thấy không, ai cũng đi bộ ngoài được. Con đi, đi con, đi nha. Đúng rồi đó, ai cũng đi vô đường xi măng không à, con đi. Đó. Đi. Đúng rồi, đó, con sóc kìa, con sóc trước mặt. Trời, con đừng nhí theo nó, con đừng no, đừng đi vô cỏ. Nhìn thôi, con làm nó sợ ở đó, thấy không? Thôi, con mới đi vô park chơi không? Để con lấy đồ ăn cho nó. Ê, Cardano,
Trời, có con thằng bé nó không biết, ướt hết áo quần luôn. Trời, ướt hết quần luôn, ướt hết áo luôn rồi. Đừng đi theo sóc. Park này, ở chỗ park này rất là nhiều sóc nha mọi người. Sóc này nhiều lắm. Hầu như là thấy, lúc nào cũng thấy nó, mà sóc này nó dạng lắm nha. Không sợ người mấy đâu. Ờ, con sóc này thấy ngon, ngon, ngon. Biển nó đang cắn cái gì kìa? Đang cắn cái hạt nào, hạt dẻ là hạt gì á? Ồ, ok. Thấy không? Mấy con này làm nó sợ rồi. Nó chạy lên tuốt trên kia luôn rồi. Thấy không? Con sóc này mỗi lần mình tới gần nó thì nó mới chạy. Còn không tới gần nó không chạy đâu. Đúng rồi. Ngạo ngạo, let's go. Khá đó, đi. Chúng ta đi nha. Đi chụp voucher slide, con đi đi. Ừ, đúng rồi, ngạo ngạo. Ở đây thấy rất là nhiều người lớn tuổi, mấy cô toàn là 50 mấy, 60 trở lên không à. 60, 70 trở lên không à. Tới đây tập thể dục, dưỡng sinh. Mà cộng đồng người châu Á đây rất là nhiều. Toàn là những cái chú Việt Nam, là người Hoa ở đây. Hầu như là sáng sớm thấy hai đứa nhóc này là không có đi vô trường học. Hầu như là từ nay chưa đi vô trường học. Còn thêm 2 năm nữa. Cho nên sáng sớm thấy hai đứa này thôi à. Không có đứa con nít. Con nít thì chắc là chiều tí xíu mới có, mới thấy. Rồi con thấy sao? Thì tại mấy cái mấy bà exercise đó, sáng sớm exercise cho khỏe người đó con. Đó. Tại vì thông thường á là dắt nó tới buổi chiều thì hơi nắng tí xíu. Mà ít người lắm. Xin lỗi khi mình dắt con nít á, thì chiều 4-5 giờ đó. Ờ sao? Cái đó ướt ướt đúng không? Ướt không? Con thấy nước không? Ừ. Không ướt hả? Ok, chơi đi con. Con có ngồi đâu? Trời ơi, cô có nhường chỗ cho con ngồi luôn kìa. Dạ. Ok, cô nhường chỗ cho con ngồi luôn rồi. Ok. Và thấy cô dễ thương quá à. Thấy không? Cô nhường chỗ cho nó ngồi luôn. Khai đời. Trời ơi, sáng sớm nhộn nhẹo rồi. Để ba đang coi nè, chị Hằng đang để chơi xích đu đúng không? Ừ, khoái không? Nhìn cái mặt là khoái kìa. Sáng nay bà tới đây vẫn còn sợ sợ tí xíu tại vì không có nến á. Tao là cái người mấy cô không à. Nhưng mà tới sáng sớm đây thoải mái lắm mọi người. Sao con? Con muốn chơi? Dạ con đi chơi slide đi con. Let's go. Ừ. Không biết cái slide chỗ này nó có bị ướt không? Chắc nó cũng ướt trên kia. Sao con nó sao? Con sợ gì? Sao? Ở đây có mấy cái trò chơi con nít. Xích đu mà cũng có mấy loại nữa. Cái này nè, an toàn cho con nít lắm. Tại vì nó biết mấy đứa con nít cái mấy trẻ sơ sinh mà dưới mà một tuổi á thì nó ngồi không có vững thì nó làm những cái thiết kế như vậy nè, an toàn lắm mọi người. Đó, nó như cái nón bảo hiểm vậy đó, nó chùm lên cái đầu vậy đó. Ui ướt quá con, sáng sớm ướt này thấy không, không ngồi được con. Trời, sương mù hôm qua nó dày đặc quá rồi, chắc là hôm tối hôm qua nó có cái sương mù cho nên sáng nay đi vô mấy cái slide hay là mấy cái trò chơi con nít hay là những thứ hầu như là nó ướt hết rồi. Đó, thấy không? Ở đây có mấy cô rất là yêu đời, mở nhạc, nhảy nè. Một cái môi trường rất là tốt cho những người lớn tuổi sáng sớm tập dưỡng sinh với một cái môi trường không khí trong lành đó. Sao con? À sao? Để ha, đi đâu? Swimming. Con trai của mình nó chị tới đó với được, mà chỗ đó là có hồ bơi mọi người. Để mình xuống dưới đó coi cái hồ bơi nó như thế nào nha. Vi, you wanna go to see a swimming pool? Swimming pool? Yeah, đúng rồi, hồ bơi, con muốn đi coi không? Không muốn đi coi hồ bơi hả? Đã có hồ bơi đẹp đẹp kìa. Con bé nó sợ tại vì có lần dắt nó đi qua hồ bơi đó. Rồi nó bị té qua một lần nó xuống hồ bơi. Cho nên bây giờ nghe nó hồ bơi là nó sợ rồi. Đó.
Ờ, người ta lóc cửa hả? Đừng coi nữa hả? Rồi, ok. Vậy con muốn đi xuống đây chơi tí xíu không? Ok. Đâu đây con? Rồi, con này nó sợ. Con chim kìa. Ờ, con chim đúng không? Đó. Sang sang theo con chim nè. Ôi, con chim này giống con chim chim nó còn xanh xanh quá. Chim non đó mọi người. Không biết chim này chim gì ta. Lông này, ồ, lông đẹp, bộ lông đẹp này. Bay rồi, bay đi rồi. Rồi, ba đây này con. Tới đây đi. Con muốn đi không? Đi bên kia đúng không? Con xuống đi. Rồi đi. Rồi, let's go. Đây, ba nghe này con. Ờ, ok. Ok, ba đi theo chị Hai nha. Trời, sáng sớm bây giờ ba đi theo chị Hai nữa nè. Ok. Bây giờ mình phải đi theo chị Hai. Chị Hai đi. Đi. Ờ, đi. Ok, đi. Rồi. Sáng sớm bây giờ mình có cái tour guide này chị Hai. Chị Hai làm tour guide mình đi. Vậy là chị Hai hướng dẫn ba đi nha. Chị Hai đi đâu ba đi theo đó nha chị Hai. Ờ, đi qua bên đó. Ok, được. Ok. Sáng sớm nay mình có một cái tour guide nhỏ tuổi nhất. Nó chính là Vi. Xin giới thiệu tour guide nhỏ tuổi nhất. Bây giờ con giới thiệu ba đi. Ok, ba dắt con muốn dắt ba đi đâu? Ồ, coi cái đó đúng không? Ờ, bây giờ con đi thử coi. Con coi cái đó có cái gì con giới thiệu cho ba biết nha. Ôi, ở đây có gì con? Vậy là... Ồ, có hồ bơi đúng không? Ở đây có hồ bơi đúng không thật mọi người? Rồi, có mấy chỗ nó có mấy cái chỗ trượt nước ở trên kia nữa. Xa xa mọi người thấy không? Đúng rồi, có ghế ngồi đây nữa đúng không? Ờ, đúng rồi, nhiều quá. Nhiều quá đúng không? Đó, xa xa ở trên kia nó có người, có mấy cái đồ trượt nước. Có đi ở đây không? Ừ. Ở đây đẹp không? Ở đây mùa hè thì nó mới hồ bơi này mới mở. Còn mùa đông á thì ở chỗ này nó không có mở. Tại vì mùa đông thì nó hơi lạnh tí xíu. Mùa hè thì nó mở ra cho mấy đứa con nít hay là ai người lớn tới chơi đó con. Ok, được. Ủa xong rồi hả con? Ủa thua gì mà nhanh dữ hả con? Ok. Con muốn chơi slide nữa hả? Nhưng mà ok được. Slide ướt quá con không được chơi. Nếu mà không chơi được thì vẫn chơi nha hôm nay nha. Ờ, con chơi thử đúng không? Ôi. Rồi đi con đi lên đi con. Ok được rồi con đi. Trời nó hối kìa. Đi mà con hối nữa. Thì sáng sớm đi tản bộ mà con hối nữa nè. Vậy con đi trước đi. Con đi lên. Sao vậy? Ok. Được. Ok vậy bạn lên trước nha. Con muốn đi đâu? Đi đó đâu mà. Đi. Con vô xuống đi. Ôi đi. Con sang nít nè. Rồi bây giờ mọi người đi hướng nha. Em trai đi hướng này. Đứa con gái đi hướng kia. Rồi vậy bà đứng chính giữa coi được rồi. Sao? Ô không cho không chịu hả? Để ướt đúng không? Ướt con. Có thể nói là sáng sớm á. Rút kinh nghiệm kỳ sau tới á thì mang theo một cái miếng giấy nữa lau cho tụi nó ngồi. Chứ ướt quá. Ướt quá tụi nó không ngồi được. Ba nghe nè con. Rồi. Bây giờ là chắc là mình đi kiếm cái giấy nào đó là sau đó lau khô cái chỗ này là sau đó để cho tụi nó ngồi mới được. Con ơi, con muốn đi theo ba tí xíu không? Để ba lấy cái miếng giấy thì ba lau khô cái này sau đó cho tụi con ngồi. Đi ra xuống lấy ba không? Mình đi ở nhà vệ sinh có giấy đó. Ok. Mình đi ra xuống lấy giấy ha. Lấy giấy lau khô cái này cho em trai ngồi đó. Con muốn ngồi nữa đúng không? Ok, được. Đi nha. Ok, let's go. Lấy giấy ha. Ok. Ok. Ok, được.
Và bây giờ cái cuộc chuyến đi thác của mình sáng sớm tới đây là chấm dứt nha mọi người. Tại vì phải về sớm nữa rồi. Nếu mà mọi người yêu thích cái kênh Family Side của nhà mình á, thì hãy nhấn like và subscribe cho nhà mình nha. Nhiều đứa nhỏ vẫn chưa muốn về rồi mọi người. Ok, bây giờ là mình chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye bye mọi người.